Thưa quý vị, Ban Chỉ đạo Thành ủy Đà Nẵng về phòng chống tham nhũng tiêu cực vừa ban hành công văn về triển khai thực hiện hướng dẫn số 25 ngày 1 tháng 8 năm 2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Trong đó nó yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương cần đề ra các giải pháp để phòng chống tiêu cực tại cơ quan đơn vị địa phương mình chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa đấu tranh phòng chống tham chủng tiêu cực gắn với ngăn chặn đẩy lùi xử lý nghiêm cán bộ đảng viên công chức viên chức suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống làm rõ nguyên nhân điều kiện phát sinh tiêu cực những sơ hở bất cập trong cơ chế chính sách pháp luật để kiến nghị yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền ngăn ngừa khắc phục hoàn thiện Ban chỉ đạo giao Ủy ban kiểm tra Thành ủy chủ trì đôn đốc kiểm tra giám sát việc thực hiện các chủ trương đường lối, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về phòng chống tiêu cực, trong đó tập trung kiểm tra giám sát các ủy tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ giữ cương vị lãnh đạo quản lý ở những lĩnh vực địa bàn, vị trí công tác dễ phát sinh tiêu cực dư luận xã hội quan tâm. Ban đội chính thành ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng để tham mưu xử lý kịp thời dứt điểm các vụ án vụ việc tiêu cực nghiêm trọng phức tạp dư luận xã hội quan tâm thuộc kiện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo vụ án vụ việc tiêu cực thuộc kiện ban nội chính thành ủy theo dõi đôn đốc